Các em thân mến, cô trò chúng ta tiếp tục đồng hành môn khoa học, bài 10, ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung sử dụng thực phẩm sạch và an toàn. Bài 11, một số cách bảo quản thức ăn. Nào, chúng ta cùng khởi động nhé. Đúng chọn đờ, sai chọn sờ. 1. Không nên ăn nhiều đường và hạn chế ăn muối. Câu 1. Đúng. 2. Nên ăn ít thức ăn chứa nhiều chất béo động vật để phòng tránh bệnh, huyết áp cao, tim mạch, vân vân. Câu 2. Đúng. 3. Không nên ăn phối hợp nhiều loại rau, củ, quả. Câu 3. Sai. 4. Các chất xơ trong rau, quả còn giúp chống táo bón. Câu 4. Đúng. Đến với bài khoa học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hai hoạt động nhé. Nào, chúng ta cùng đến hoạt động đầu tiên là sử dụng thực phẩm sạch và an toàn. Các em hãy quan sát thật kỹ và lựa chọn những thực phẩm mà mình yêu thích nhé. Bây giờ cô mời các em xem sự lựa chọn của mình có giống với sự lựa chọn của cô không nhé. Các em cho cô biết tại sao chúng ta nên mua 4 loại thực phẩm này. Chúng ta nên lựa chọn 4 loại thực phẩm này vì thấy thực phẩm rất là tươi, màu sắc không bị thay đổi. Chúng ta không nên mua 4 loại thực phẩm này vì các em thấy ở hình 3 và hình 4, những quả dâu và quả bơ này đã bị úng, bị hôi thối. Chúng ta không nên mua. Đây là thực phẩm không sạch. Và các em thấy hình 5 là những bông cải này đã bị héo úa, thì chắc chắn chất dinh dưỡng đã bị mất. Còn hình 7 thì sao? Chiếc bánh này đã bị chú ruồi bám vào. Vậy chiếc bánh này không còn đảm bảo vệ sinh nữa rồi. Vậy theo các em, thực phẩm sạch và an toàn là như thế nào? Để lựa chọn thực phẩm sạch và an toàn, cô có 4 lưu ý. 1. Giữ được chất dinh dưỡng. 2. Được nuôi trồng, bảo quản và chế biến hợp vệ sinh. 3. Không bị nhiễm khuẩn, hóa chất. 4. Không gây ngộ độc hoặc gây hại cho sức khỏe. Đây là 4 lưu ý để chúng ta lựa chọn các thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày đấy các em. Ngoài ra, trong đời sống chúng ta còn sử dụng rất nhiều loại thực phẩm như đóng hộp, đóng chai. Vậy chúng ta phải lựa chọn như thế nào? Cô mời các em theo dõi hình ảnh sau nhé. Đây là những thực phẩm đóng hộp, đóng chai mà ta thấy trên thị trường. Khi mua các loại thực phẩm này, các em cần lưu ý hạn sử dụng. Không dùng những loại hộp bị thủng, phồng, rỉ sét và mất nhãn hiệu các em nhé. Vừa rồi, cô đã giúp cho các em biết cách lựa chọn thực phẩm sạch và an toàn. Vậy khi đã có thực phẩm sạch và an toàn, chúng ta cần làm gì để thực hiện đúng vệ sinh an toàn thực phẩm? Cô mời các em quan sát các hình dưới đây và trả lời câu hỏi. Làm thế nào để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm? Để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu đầu tiên là lựa chọn các loại giống tốt nhất, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, sau đó đem nuôi trồng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Lựa chọn các thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Sau đó, các thực phẩm này được cơ quan kiểm định chất lượng đưa các thực phẩm này đem đi sơ chế, chế biến. Sau đó, đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn trước khi đem đến tay người tiêu dùng. Đã có bạn nào được đi chợ siêu thị với ba mẹ mình chưa? Các em đã biết cách lựa chọn những thực phẩm sạch và an toàn chưa nào? Sau đây sẽ là một số gợi ý để các em lựa chọn những thực phẩm tốt nhất nhé. Các em chọn thức ăn tươi, sạch, có giá trị dinh dưỡng, không có màu sắc và mùi vị lạ. Chúng ta dùng mắt để quan sát các màu sắc tự nhiên của thực phẩm. Ngoài ra, các thực phẩm đông lạnh cần giữ đông, ở nhiệt độ phù hợp để giúp cho thực phẩm được bảo quản cũng như giữ được giá trị dinh dưỡng cao nhất.
phẩm sau khi mua về em cần rửa sạch dưới vòi nước, các dụng cụ nấu ăn cũng cần rửa sạch để đảm bảo vệ sinh. Thức ăn phải được nấu chín sau khi nấu xong nên ăn ngay. Việc nấu chín thức ăn sẽ giúp chúng ta không bị đau bụng, dễ tiêu hóa và đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao nhất. Nếu chúng ta nấu ăn với một lượng quá nhiều không dùng hết trong một bữa ăn thì phải làm như thế nào? À, chúng ta cần phải biết bảo quản đúng cách như dùng bằng bọc thực phẩm, cho vào hộp đậy nắp kín, sau đó đưa vào tủ lạnh để bảo quản. Có như thế sẽ giúp thực phẩm giữ được giá trị dinh dưỡng cao nhất. Các em hãy nhớ để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm cần 1. Chọn thực phẩm tươi, sạch 2. Không có màu sắc, mùi vị lạ 3. Dùng nước sạch để rửa thực phẩm, dụng cụ nấu ăn 4. Nấu chín thức ăn 5. Nấu xong nên ăn ngay 6. Bảo quản đúng cách. Các em ạ, hàng năm nước ta có hàng nghìn ca ngộ độc thực phẩm. Đó là hậu quả của việc không chọn đúng thực phẩm sạch và giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đây, cô mời các em cùng xem video 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm. 10 nguyên tắc vàng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về vệ sinh an toàn thực phẩm. 1. Chọn thực phẩm an toàn. Chọn thực phẩm tươi mới, thức ăn chế biến sẵn mua tại chợ, siêu thị, phải có tem đảm bảo chất lượng sản phẩm. 2. Nấu chín kỹ thức ăn. Nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn, đảm bảo nhiệt độ bên trong khối thực phẩm phải đạt tới trên 70 độ C. 3. Ăn ngay sau khi nấu. Hãy ăn ngay sau khi vừa nấu xong, vì để lâu, thức ăn càng dễ bị nhiễm vi khuẩn có hại cho sức khỏe. 4. Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín. Cần phải giữ nóng liên tục trên 60 độ C hoặc lạnh dưới 5 độ C. 5. Nấu lại thức ăn thật kỹ. Thức ăn nên ăn trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Sau 2 giờ, bảo quản ở nhiệt độ thường, phải đun lại thức ăn trước khi ăn. 6. Tránh nhiễm khuẩn chéo giữa thức ăn chín và sống. Thức ăn đã nấu chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn. 7. Rửa tay sạch sẽ trước khi chế biến thức ăn và trước khi ăn. Cần rửa tay sạch sẽ khi chế biến thức ăn và trước khi ăn. 8. Giữ vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ chế biến, ăn uống. Bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch sẽ. 9. Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác. Nên giữ thực phẩm trong hộp kín và đậy cẩn thận trong chạn, tủ kính, lồng bàn. 10. Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Lựa chọn sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Hãy cùng chung tay đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các em à, nếu chúng ta chú ý thực hiện được các điều cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm nói trên, để bữa ăn của chúng ta không là nguồn lây bệnh, mà sẽ là nguồn sức khỏe, nguồn vui và hạnh phúc hàng ngày ở mỗi gia đình. Hãy phối hợp cùng người thân của mình thực hiện những biện pháp này nhé! Các em cũng đã biết rồi đó, một trong những cách thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm đó chính là phải biết cách bảo quản thức ăn đúng cách. Và bây giờ cô mời các em tìm hiểu thêm một số cách bảo quản thức ăn các em nha. Các em hãy quan sát các bức tranh cùng với sự hiểu biết của mình. Các em hãy kể tên một số cách bảo quản thức ăn. Có lẽ rằng các em đã tìm được rất là nhiều cách bảo quản thức ăn. Bây giờ các em hãy cùng cô tìm hiểu về các cách bảo quản thức ăn các em nha. Bước tranh 1 là làm khô. Đây là hoạt động phơi khô những hải sản như cá, mực, v.v. Bước tranh 2 là ướp lạnh. Các em lưu ý, tùy thuộc vào từng loại thức ăn mà chúng ta bảo quản ở nhiệt độ cho phù hợp. Ở đây là các loại quả, rau, nước được bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Bước tranh 3 cũng là ướp lạnh. Nhưng mà những thực phẩm như thịt, cá, v.v. thì ướp lạnh ở nhiệt độ thấp hơn ở ngăn đông của tủ lạnh. Bức tranh 4, đó là cô đặc với đường. Những loại trái cây mà chúng ta không dùng hết thì chúng ta có thể cô đặc với đường để bảo quản được lâu hơn các em nhé. Bức tranh 5 là đóng hộp.
Bức tranh 6 là ướp muối. Bức tranh 7, cách bảo quản là ướp mặn, ướp với muối hoặc là nước mắm. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu một số cách bảo quản thức ăn như giữ thức ăn ở nhiệt độ thấp cho vào tủ lạnh. Ướp mặn, làm khô, đóng hộp. Đó chính là giúp cho thức ăn được lâu hơn, không bị mất chất dinh dưỡng và ôi thiêu. Các em hãy nhớ rằng, mặc dù chúng ta có rất nhiều cách bảo quản thức ăn, nhưng với mỗi loại thức ăn, chúng ta phải chọn một cách bảo quản thức ăn sao cho phù hợp với mỗi loại thức ăn đó các em nha. Theo em, vì sao những cách bảo quản thức ăn này lại giữ được thức ăn được lâu hơn? Giữ thức ăn ở nhiệt độ thấp cho vào tủ lạnh, làm khô, ướp mặn, đóng hộp. Những cách bảo quản thức ăn trên lại giữ thức ăn được lâu hơn vì làm cho vi sinh vật không có điều kiện hoạt động. Tiêu diệt vi khuẩn, ngăn không cho vi khuẩn mới xâm nhập vào thức ăn. Trong các cách bảo quản thức ăn dưới đây, cách nào ngăn không cho các vi sinh vật xâm nhập vào thực phẩm? Cách nào làm cho vi sinh vật không có điều kiện hoạt động? Cô mời các em hãy nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B sao cho phù hợp. Nào, bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng kiểm tra kết quả nhé. Đóng hộp là ngăn không cho các vi sinh vật xâm nhập vào thực phẩm. Phơi khô, nướng, sấy làm cho vi sinh vật không có điều kiện hoạt động. Ướp lạnh làm cho vi sinh vật không có điều kiện hoạt động. Ướp muối, ngâm nước mắm làm cho vi sinh vật không có điều kiện hoạt động. Cô đặc với đường làm cho vi sinh vật không có điều kiện hoạt động. Như vậy là trước khi bảo quản thức ăn chúng ta cần chú ý phân loại thức ăn, sau đó sơ chế thức ăn sao cho đúng cách, rồi chúng ta hãy tiến hành lựa chọn cách bảo quản phù hợp và thực hiện bảo quản các em nha. Cô mời các em xem video sau để biết cách bảo quản thức ăn nhé. Thịt, cá, trứng, sữa là những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, cách bảo quản chúng không giống như bảo quản rau củ quả đâu các bạn ạ. Đối với các loại thịt cá, chúng ta cần rửa sạch thịt cá, sau đó để ráo nước. Cắt thành các phần nhỏ, sau đó cho vào túi hoặc hộp sạch, đậy chặt và cho vào ngăn đá. Cánh tủ luôn là phần nóng nhất của tủ lạnh, nên đây là nơi được dành riêng cho các sản phẩm có thời hạn sử dụng như mayonnaise, tương ớt hay nước hoa quả. Còn các loại khác như trứng và các sản phẩm từ sữa thì đây không phải là nơi thích hợp. Đối với trứng, bình thường chúng ta đều thấy mẹ để trứng bên cánh cửa tủ lạnh cho tiện lấy. Tuy nhiên, ở cánh cửa tủ, nhiệt độ thường không ổn định do chúng ta thường xuyên mở cánh tủ. Như vậy sẽ làm trứng nhanh hỏng và bị vi khuẩn xâm nhập. Vì vậy, chúng ta cần để vào hộp đựng trứng, đặt sâu chúng vào bên trong tủ lạnh để trứng giữ được lâu. Các em ơi, trong tiết học hôm nay, các em đã được tìm hiểu kiến thức hay và bổ ích đúng không nào? Và bây giờ, hãy cùng cô ôn lại một số kiến thức quan trọng trong tiết học hôm nay các em nha. Các em hãy cùng người thân của mình thực hiện các bước vệ sinh an toàn thực phẩm như 1. Chọn thức ăn tươi, sạch, có giá trị dinh dưỡng, không có màu sắc, mùi vị lạ. 2. Dùng nước sạch để rửa thực phẩm, dụng cụ để nấu ăn. 3. Nấu chín thức ăn, nấu xong nên ăn ngay. 4. Bảo quản đúng cách những thức ăn chưa dùng đến. Qua những kiến thức trên, các em hãy áp dụng cho gia đình mình để có thể lựa chọn những thực phẩm sạch và an toàn, nhằm đảm bảo một sức khỏe thật tốt,
cũng như có thể bảo quản thức ăn ngon hơn và lâu hơn trong mùa dịch này nhé. Bài học đến đây đã kết thúc rồi, các em nhớ xem lại bài. Chuẩn bị bài 12 phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng, bài 13 phòng bệnh béo phì. Cô chào các em, cô chúc các em thật nhiều sức khỏe nhé.